phong thủy là phương tiện, không phải vạn năng. Muốn thay đổi số mệnh, chỉ có một con đường tu dưỡng tâm tánh, làm lành tránh ác. Chào các bạn trở lại, Sẽ Toàn chúc các bạn tâm thân an lạc. Một vị nữ gia chủ sinh tháng 11 năm 96 Bính Tý, nhìn vào sinh thần bát tự, Khải Toàn bảo rằng mệnh này là mệnh có tiền của, có tiền bạc, kiểu gì cũng có tiền. Tuy nhiên sẽ là mệnh khổ tâm và đau khổ vì tình cảm. Cô ấy như có người chút tâm tư, cô bảo: "Tuy em kiếm được tiền nhưng không vui vẻ", và kể ra bao câu chuyện phiền não vì tình cảm. Vậy phương pháp nào để hóa giải? Tu và bố thí. Khổ vì điều gì, hãy mở lòng bố thí điều ấy. Khổ vì tiền thì bố thí tài, khổ vì tình cảm thì bố thí lòng từ bi, sự yêu thương với tất thảy mọi người. Mệnh cô gia chủ sinh tháng 11 năm 96 Bính Tý, sinh ngày Mậu hành thổ, cung tài là thủy. Mệnh có thủy âm thủy dương rất vượng, là mệnh có tài phú. Xét về đường tình cảm, trong bát tự tứ trụ có khẩu quyết: Mậu kỷ sợ thìn, tức ngày sinh Mậu hoặc kỷ trong tứ trụ có thìn thì 9 trên 10 trường hợp lận đận tình cảm, mà mệnh của cô có tận 2 chữ thìn. Phước báo về tiền tài, tình cảm, thọ mạng thấy được trong sinh thần bát tự. Tất thảy điều này do nghiệp quả từ vô lượng kiếp. Nếu các bạn nghiên cứu kinh điển và học Phật sẽ dễ dàng nhận ra và thấu hiểu ý nghĩa của nghiệp duyên này. Cũng cô gia chủ trên, mệnh sinh mùa đông thủy vượng, kỵ thủy khuyết hỏa. Từ ngày cô dùng hỏa làm dụng thần, mọi việc hanh thông đáng kể. Trước kia cô cứ nghĩ mạng thủy phải dùng thủy, càng làm vận mình thêm kém đi. Mời các bạn xem tuổi Bính Tý theo 12 tháng sinh sẽ hiểu hơn. Vận hạn trong 10 năm tới của Bính Tý như thế nào? Phương pháp cải vận ra sao? Khải Toàn xin chia sẻ thông tin chi tiết đến các bạn tham khảo. Chia sẻ mệnh khuyết theo từng tháng sinh cho người sinh năm 96, vì xét theo năm chưa thể hoàn toàn chính xác. Khải Toàn xét theo bát tự tứ trụ, dùng phương pháp cải vận xem theo mệnh khuyết. Xin các bạn đừng vội đánh giá khi chưa tìm hiểu, và ứng dụng thực tế như thế nào. Trên tất cả, người có đức tin, người biết làm lành tránh ác là người tự gia hộ cho mình, tự trang bị cho mình một phương pháp cải vận chân thiện. Người làm lành tránh ác là trồng nhân thiện, sử dụng thêm phong thủy như một phương tiện quả là điều tuyệt vời. Giả dụ những người thọ tam quy ngũ giới sẽ biết chọn làm lành, người thông đạt kinh thập thiện nghiệp đạo sẽ có cái nhìn thấu đạt hơn. Khải Toàn đề cập việc này vì luôn khẳng khái chia sẻ phong thủy chỉ là một phương tiện, là từ trường muốn chuyển hóa được nghiệp lực, chỉ có tu tâm dưỡng tánh, làm lành tránh ác, đọc kinh, nghe giảng kinh là một phương pháp cứu cánh. Trong đó hành thiền hướng thiện là chí tâm hướng thượng. Để hiểu rõ hơn về các mật mã mệnh ngày sinh, các bạn vào web của Khải Toàn hoặc tra áp lịch Việt, ghi lại mật mã tứ trụ. Ví dụ người sinh ngày 12 tháng 3 năm 96, tra lịch Việt sẽ có năm Bính Tý, tháng Canh Dần, ngày Mậu Thân. Bính Tý 1996 theo niên mệnh thuộc giảng hà thủy, đại diện cho nước dưới khe. Mệnh thủy hợp với kim hay mộc, khắc với mệnh hỏa hoặc thổ. Xét theo phương pháp đơn giản này rất thiếu chính xác, càng tai họa hơn với những người sinh mùa thu hoặc mùa đông, tức sinh sau tháng 8 đến tháng 2 dương lịch. Vì sao lại như vậy? Tý vốn hành thủy, sinh mùa thu hay đông lại dư kim thủy, dùng thêm kim thủy chẳng khác nào tự làm vận mình kém hơn, càng kém hơn với ai vốn kỵ kim thủy lại có tên thuộc hai ngũ hành này. Khải Toàn xin nhắc lại, xét theo niên mệnh chỉ mang yếu tố tham khảo, mệnh lý bát tự tứ trụ cần cả xét theo năm tháng ngày giờ sinh và cả giới tính. Bài này Khải Toàn chia sẻ theo từng tháng sinh, hướng dẫn mật mã từng ngày sinh. Các bạn khoan vội tin, hãy tự mình kiểm chứng, những người xung quanh kiểm chứng bản thân, rồi tự đúc kết kinh nghiệm thực tế. Bính Tý sinh mùa xuân đa phần kỵ mộc thiếu kim, sinh mùa hè đa phần kỵ hỏa thiếu thủy. Bính Tý 96 sinh mùa thu đa phần kỵ kim thiếu mộc,
và sinh mùa đông đa phần kỵ thủy thiếu hỏa. Mùa sinh quyết định 8 phần khi chọn dụng thần, cần xem theo mệnh ngày sinh và hợp hóa của tứ trụ. Mời các bạn xem phần sau video. Nếu bạn đang xem trên TikTok, hãy theo dõi danh sách phát. Bính hành hỏa, tý hành thủy vốn là mật mã mạnh mẽ. Tuổi tý hành thủy tượng trưng cho sức mạnh của thủy, lầm lì bảo thủ. Tý là một trong tứ mã cực đoan, ngoan cường, cố chấp, khó thuyết phục, cũng đại diện cho đào hoa mật mã đứng đầu. Tuy nhiên, quan trọng ngũ hành mật mã tháng sinh bên cạnh là gì? Ví dụ sinh năm Tý, tháng có Tý Ngọ Mão Dậu là nhóm quân tử cố chấp đào hoa, có mật mã đứng đầu. Năm Tý, tháng sinh có Dần Thân Tỵ Hợi, linh hoạt giỏi ứng biến, khéo giao tiếp. Năm Tý, tháng sinh có Thìn Tuất Sửu Mùi, sẽ bình hòa bao dung, biết thu phục lòng người. Theo bát tự tứ trụ, những ai sinh mệnh ngày Mậu, Kỷ và Quý có mật mã phát tài. Mệnh có sẵn tài lộc. Các bạn thử vào web tra xem mình sinh vào những ngày gì, có phải ngày Mậu, Kỷ và Quý hay không. Vì Bính Tý cung tài lộc của ba mệnh ngày sinh trên. Chi tiết hơn mời các bạn xem tuổi Bính Tý theo 12 tháng sinh. Sau đây là các mật mã tuổi Bính Tý sinh 1996. Tý vốn hành thủy, sinh các tháng cuối năm vào các tháng Hợi Tý Sửu thì thủy vô cùng vượng. Mệnh thủy vượng chủ thông minh chu đáo, tận tình, tuy nhiên sẽ dễ an phận. Vì mùa sinh chủ quản ngũ hành. Những người sinh cuối năm Hợi Tý Sửu do thủy quá mạnh nên thiếu hỏa cực độ. Người sinh năm Tý nói chung, nhà ở sẽ kỵ cửa nhà ở hướng thân, tức góc 232 độ cho đến 248 độ Tây Nam. Phạm phải vong thần thị phi là một mật mã thị phi. Bính Tý sinh tháng Thìn là có sao Hoa Cái, tháng Thìn từ 15 tháng 4 cho đến 16 tháng 5 dương lịch. Sao Hoa Cái đại diện cho tính tình thanh cao, thông minh, giàu tài hoa và tài năng nghệ thuật. Thường là họ thích triết học và tôn giáo. Nam có ngôi sao này, có mật mã này thì rất là cầu tiến. Nữ có sao này tượng trưng quá mạnh mẽ, dễ cô đơn. Bính Tý sinh tháng Ngọ có sao Hàm Trì, tháng Ngọ từ 16 tháng 6 cho đến 14 tháng 7 dương lịch. Hàm Trì chính là đào hoa tình yêu của cuộc sống, là mệnh lãng mạn, có duyên gặp gỡ nhiều người, thường thích hợp ngành nghề dịch vụ. Bính Tý sinh tháng Hợi là có sao Dịch Mã, tháng Hợi từ 11 tháng 11 cho đến 9 tháng 12 dương lịch. Dịch Mã tượng trưng cho đời sống dễ thay đổi biến động, đi xa xuất ngoại hoặc là làm công việc xa. Thường nữ có nhiều Dịch Mã thì tâm bất an. Các bạn tra website hoặc tra ở app Lịch Việt ghi lại tứ trụ sẽ dễ hiểu hơn. Tuổi Tý nói chung, họ có tài lãnh đạo, thường có những ý tưởng hay, sáng tạo khi làm việc tập thể. Đặc biệt là những lĩnh vực họ yêu thích, họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn đem lại thành công. Càng khó khăn tuổi Tý càng kiên trì, họ không những được mọi người yêu quý mà còn khiến ai ai cũng kính trọng, nể phục tài năng của mình. Tình cảm tuổi Bính Tý đa phần không dễ dàng, thường trải qua nhiều trở ngại hoặc khó tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Phụ nữ tuổi Tý đa phần là người xinh đẹp, không chỉ thông minh lại rất cần kiệm. Họ dành trọn vẹn tình cảm cho một ai thì muốn đối phương đáp lại như vậy. Đa phần phụ nữ cầm tinh con chuột là người yêu thương gia đình, biết chia sẻ yêu thương với mọi người. Vài mật mã trên là những mật mã của tuổi Tý, còn tùy thuộc vào tháng sinh và mật mã mệnh ngày sinh. Theo thuật mệnh khuyết, tháng sinh có ngũ hành chủ quản. Khuyết tức là thiếu, mỗi lá số thường có hai dụng thần, tức là hai ngũ hành khuyết. Nội dung bài đề cập đến từng tháng sinh và nêu ý nghĩa về mệnh ngày sinh. Bát tự tứ trụ chia theo 4 cột, cột năm, cột tháng, cột ngày, cột giờ. Ngày tháng năm đề cập trong bài là ngày dương lịch. Mời các bạn tra website hoặc là vào app Lịch Việt tra thêm. Xét đơn giản theo niên mệnh, Bính Tý 1996, niên mệnh thuộc giảng Hà Thủy, vị hộ mệnh là Thiên Thủ Thiên Nhãn. Mệnh Thủy thì dùng màu của Thủy Kim hoặc Mộc. Tam hợp với Tý ta có Hợi Sửu hoặc là Thân Thìn, tứ xung ta có Tý Ngọ Mão Dậu. Phương pháp trên chỉ là phương pháp cơ bản. Xét theo phương pháp này, 10 người áp dụng thì chỉ có ít người đúng, không thể chính xác như tìm dụng thần theo mệnh khuyết cho tuổi Bính Tý theo 12 tháng sinh. Mời các bạn theo dõi chi tiết. Hải Toàn xin giới thiệu nhóm 1,
Tuổi Bính Tý sinh tháng Canh Dần, từ 19 tháng 2 cho đến 18 tháng 3 dương lịch. Nhóm này đa phần kỵ mộc thiếu kim thủy. Năm Bính Tý sinh tháng Dần là có mật mã dịch mã. Cuộc đời dễ biến động, đi xa làm công việc xa. Năm sinh Bính Tý vốn là người cởi mở, tốt tính nhưng khá bảo thủ. Năm Tý tháng Dần, Dần mộc thẳng tính, tính cách thẳng thắn, khi nóng giận như lửa khó kiềm chế. Mệnh sinh nhóm này đa phần là kỵ mộc, không nên dùng nhiều màu xanh lá, không hợp ở nhà có nhiều cây cối đồ gỗ. Càng không nên để dành túi xách, giày dép, nón cũ và kỵ nuôi hoặc ở gần mèo quá nhiều. Hiện tại, thời vận của mệnh nữ từ 23 đến 32 tuổi, hành vận đinh hợi. Chữ đinh hành hỏa, chữ hợi hành thủy mộc. Thời vận hiện tại tốt 3-4 phần, tuy nhiên dễ có quý nhân. Ai sinh mệnh ngày thuộc nhâm có nhiều cơ hội tài lộc. Với mệnh nam, thời vận mệnh nam từ 25 cho đến 34 tuổi, hành vận quý tỵ. Chữ quý hành thủy, chữ tỵ hành hỏa. 5 năm đầu khá, 5 năm sau không thuận. Những hoài bão cần nỗ lực rất nhiều. Ai sinh mệnh ngày thuộc bính có nhiều cơ hội tài lộc hơn. Tuổi Tý sinh tháng Dần, đa phần kỵ mộc thiếu kim thủy, nên sử dụng màu trắng xám, đen xanh dương, trang sức vàng bạc. Ăn thịt đông lạnh, kem, trong nhà có nhiều gương, tủ lạnh là vật nhiều kim. Người thiếu kim nên biết, mỗi sáng thức dậy, mặt nên về hướng Bắc hoặc hướng Tây Bắc. Tiếng chuông đồng là vật trợ kim. Giờ tốt cho mệnh thiếu kim là buổi chiều từ 15 đến 19 giờ. Ở nhóm 1 này, ai sinh mệnh ngày thiên can thuộc nhâm hoặc giáp là có mật mã lộc thần. Mật mã dễ phát tài hơn mệnh khác. Năm Tý tháng Dần, ai sinh mệnh ngày thiên can thuộc ất, kỷ, canh, tân là có mật mã quý nhân. Cuộc đời dễ có người giúp đỡ. Thuộc số cải vận theo mệnh khuyết, kiên trì ứng dụng có thể thay đổi vận hạn. Tuy nhiên phong thủy không thay đổi được nhân quả. Muốn tăng phước lành nên mở lòng bố thí, làm lành tránh ác. Thái Toàn xin giới thiệu nhóm 2. Tuổi Bính Tý sinh tháng Tân Mão, từ 19 tháng 3 đến 17 tháng 4 dương lịch. Sinh nhóm này đa phần kỵ mộc thiếu kim thủy. Năm Tý thường cởi mở, người lành tính nhưng có phần bảo thủ. Năm Tý tháng Mão tượng trưng cho người có tính khí cực đoan, rất quân tử, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ gia đình. Người sinh tháng Mão khá cố chấp nhưng đa phần đều là tốt tính. Người sinh mùa mộc vượng đa phần là người sinh thời điểm này đa phần kỵ mộc, không nên nuôi hoặc ở gần nhiều mèo. Không nên dùng màu xanh lá cây, không hợp nhà ở có nhiều cây cối đồ gỗ. Không thích hợp lưu trữ quá nhiều túi xách, giày dép, nón cũ. Hiện tại thời vận mệnh nữ từ 23 cho đến 32 tuổi, hành vận Mậu Tý. Hai chữ này ngũ hành thuộc thổ thủy, đa phần không thuận, dễ phạm thị phi hao tổn vì vận Tý trùng với năm Tý. Đối với mệnh nam, từ 31 đến 40 tuổi, hành vận đinh hợi. Hai mật mã này ngũ hành thuộc hỏa và thủy. 3-4 phần tốt, đa phần không thuận. Ai sinh mệnh ngày thuộc nhâm có nhiều cơ hội về tài lộc hơn. Tuổi Tý sinh tháng Tân Mão, đa phần kỵ mộc thiếu kim thủy. Nên sử dụng màu đen, xanh dương, trắng xám hay là trang sức nhiều vàng bạc. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu kim buổi chiều là từ 15 đến 19 giờ. Hoặc buổi tối là giờ của thủy. Mỗi ngày gõ tiếng chuông đồng là tăng vận kim. Mỗi sáng thức dậy mặt hướng về hướng Tây, Tây Bắc hoặc Bắc là gia tăng vận tốt. Trang sức nhiều kim như vàng, bạc, đồng hồ tự động, Rolex, kim cương, thạch anh, tóc vàng. Nhóm 2 này ai sinh mệnh ngày thiên can thuộc nhâm và ất là người có mật mã lộc thần. Mật mã dễ phát tài hơn mệnh khác. Năm Tý tháng Mão, ai sinh mệnh ngày thiên can thuộc nhâm, quý, ất, kỷ là có cơ hội quý nhân. Xin lỗi, có mật mã quý nhân, cuộc đời dễ gặp người giúp đỡ. Các bạn nên nhớ, phong thủy chỉ là phương tiện. Phương tiện cứu cánh phiền não, tốt nhất là học Phật. Muốn gia tăng phước lành nên bố thí, làm lành tránh ác. Hải Toàn xin giới thiệu nhóm 3. Bính Tý sinh tháng Nhâm Thìn, từ 18 tháng 4 cho đến 16 tháng 5 dương lịch. Sinh nhóm này đa phần kỵ mộc hoặc thổ, thiếu kim thủy. Người sinh nhóm này có sao hoa cái,
Mật mã thông minh, nữ có sau này cá tính rất mạnh, dễ dẫn đến cô đơn. Năm Tý vốn là người cởi mở tốt tính nhưng bảo thủ. Năm Tý tháng Thìn rất biến hóa, có khí chất. Năm Tý tháng Thìn là nhóm người xử lý công việc thiên về tình cảm hơn lý trí. Họ có lòng bao dung. Mệnh sinh nhóm này đa phần kỵ thổ, hạn chế nhiều màu nâu. Hiện tại thời vận của mệnh nữ từ 22 đến 31 tuổi, hành vận kỷ sửu. Hai mật mã này ngũ hành thuộc thổ kim. Vận có thổ tâm tánh bất an, vận có kim chủ về công danh. Ai sinh mệnh ngày thuộc giáp có nhiều cơ hội tài lộc hơn. Với mệnh nam thời vận từ 23 đến 32 tuổi, hành vận ất mùi. Hai chữ này ngũ hành thuộc mộc thổ hỏa. Đa phần không thuận vì vận không có kim thủy. Ai sinh mệnh ngày thuộc giáp có nhiều cơ hội tài lộc hơn. Bính Tý sinh tháng Nhâm Thìn, đa phần kỵ mộc hoặc thổ, thiếu kim thủy, nên sử dụng nhiều màu đen, xanh dương hoặc trắng xám. Mỗi sáng thức dậy, mặt hướng về hướng Tây, Tây Bắc giúp gia tăng vận tốt. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu kim là 15 đến 19 giờ, và sau 19 giờ là giờ của thủy. Mỗi ngày gõ tiếng chuông đồng hoặc đeo trang sức vàng bạc là tăng vận kim. Các bạn xem kèm hình mô tả ngũ hành của vạn vật để tiện ứng dụng. Ví dụ trang sức vàng bạc, đồng hồ tự động, đá quý, đen, xanh dương, kim cương, thạch anh, tóc đen đều là kim thủy. Nhóm 3 sinh tháng Thìn này, ai sinh mệnh ngày thuộc nhâm là có mật mã phát tài. Mật mã lộc thần dễ phát tài hơn mệnh khác. Năm Tý tháng Thìn, ai sinh mệnh ngày thiên can thuộc ất và kỷ có mật mã quý nhân, cuộc đời dễ gặp người giúp đỡ. Thuộc số cải vận theo mệnh khuyết, nếu các bạn kiên trì ứng dụng có thể thay đổi vận hạn. Tuy nhiên phong thủy không thay đổi được nhân quả. Muốn tăng phước lành nên mở lòng bố thí, làm lành tránh ác. Hải Toàn xin giới thiệu nhóm 4. Bính Tý sinh tháng Quý Tỵ, từ 17 tháng 5 cho đến 15 tháng 6 dương lịch. Sinh nhóm này đa phần kỵ hỏa, thiếu kim thủy. Năm sinh Bính Tý thường cởi mở, người lành tính nhưng rất bảo thủ. Năm Tý tháng Tỵ, Tỵ là hỏa, là người hướng ngoại, khéo giao tiếp, có phần kiêu căng. Năm Tý tháng Tỵ tuy có bảo thủ nhưng vẫn chịu khó thích nghi học hỏi. Mệnh sinh nhóm này đa phần kỵ hỏa. Nhóm người sinh thời điểm này hỏa quá vượng, người kỵ hỏa không nên sử dụng màu đỏ, tím, cam, hồng. Không phù hợp thường xuyên vào bếp nấu nướng, là người dễ nóng tính thái quá, cần thiền định để giảm tính nóng nảy. Hiện tại thời vận mệnh nữ từ 31 đến 40 tuổi, hành vận kỷ sửu. Hai chữ này ngũ hành thuộc thổ và kim. Vận có thổ tâm tánh lo xa, vận có kim chủ về công danh. Ai sinh mệnh ngày thuộc chữ giáp hoặc bính có nhiều cơ hội tài lộc hơn. Thời vận mệnh nam từ 23 đến 32 tuổi, hành vận bính thân. Ngũ hành thuộc hỏa và kim. 5 năm đầu không thuận, 5 năm sau vận trình tốt hơn hẳn. Ai sinh mệnh ngày thuộc canh có nhiều cơ hội về tài lộc. Tuổi Bính Tý sinh tháng Tỵ, đa phần kỵ hỏa, thiếu thủy kim, nên sử dụng trắng, xám, đen, xanh dương là chính. Mỗi ngày nên tắm sáng, làm tóc ướt, giữ cho gương mặt trắng sáng. Sáng thức dậy, mặt nên hướng về hướng Bắc hoặc Tây Bắc, giúp thêm may mắn. Đi ngủ, tập thể dục nên mang theo chai nước suối, vì nước là thủy. Giờ tốt trong ngày với mệnh thiếu thủy là buổi tối, càng về khuya họ càng có tinh thần. Khi ăn uống nên biết, ăn uống gì là kim thủy. Bia lạnh, sữa chua, đồ uống chua cũng là thủy. Nhóm 4 này, ai sinh mệnh ngày thiên can thuộc nhâm hoặc bính là người có mật mã lộc thần. Mật mã dễ phát tài hơn mệnh khác. Năm Tý tháng Tỵ, ai sinh mệnh ngày thiên can thuộc nhâm, quý, ất, kỷ sẽ có mật mã quý nhân. Cuộc đời dễ gặp người giúp đỡ. Các bạn hãy nhớ, phong thủy là phương tiện. Phương tiện tốt nhất để cứu cánh phiền não khổ đau là học Phật. Muốn tăng phước lành nên mở lòng bố thí, làm lành tránh ác, phước duyên sẽ hồi đáp. Hải Toàn xin giới thiệu nhóm 5. Tuổi Bính Tý sinh tháng Giáp Ngọ, từ 16 tháng 6
cho đến 14 tháng 7 dương lịch. Sinh nhóm này đa phần kỵ hỏa thiếu thủy kim. Năm Tý có mật mã là người cởi mở, tốt tính, bảo thủ. Năm Tý Thái Ngọ là người mạnh mẽ, vô cùng bảo thủ. Họ thích hướng ngoại, yêu sự tự do, không ràng buộc, thích đi đây đó tận hưởng cuộc sống. Mệnh sinh nhóm này đa phần kỵ hỏa. Lá số hỏa quá nhiều, sắc da thường không đẹp, khó chịu khi vào bếp nấu nướng, luôn thích thời tiết mát. Không nên dùng nhiều màu đỏ, tím, cam, hồng. Không nên ở gần hoặc nuôi chó mèo. Hiện tại thời vận mệnh nữ từ 22 đến 31 tuổi, hành vận Tân Mão. Hai mật mã này ngũ hành thuộc kim và mộc. 5 năm đầu có vẻ tốt, 5 năm sau mọi nỗ lực khó lòng như mong muốn. Ai sinh mệnh ngày thuộc ất hoặc canh có nhiều cơ hội tài lộc hơn. Với mệnh nam, từ 30 đến 39 tuổi, hành vận Mậu Tuất. Hai chữ này ngũ hành thuộc thổ và hỏa. Vận không thuận vì hoàn toàn không có kim thủy. Ai sinh mệnh ngày thuộc ất có nhiều cơ hội về tài lộc. Bính Tý sinh tháng Giáp Ngọ, đa phần kỵ hỏa thiếu thủy và kim. Dùng thủy là chính, kim là phụ, nên sử dụng đen, xanh dương, trắng xám. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu thủy là buổi tối. Càng về khuya họ càng có tinh thần. Hoặc sau 15 giờ là giờ tốt cho mệnh thiếu kim. Kỵ giờ Tỵ Ngọ Mùi, tức 9 đến 15 giờ mỗi ngày. Mỗi sáng dậy, mặt nên hướng về hướng Bắc hoặc Tây Bắc. Hướng về các hướng này gia tăng thêm vận may. Nên tắm sáng, nhà tắm nên có bồn tắm tích trữ nước sạch. Làm tóc ướt mỗi ngày. Đó là những cách gia tăng vận thủy. Khi đi đường nên đeo kính mát. Vì họ kỵ hỏa, kính mát chắn hỏa. Nên ở gần nguồn nước, nhiều sông nước và nên soi gương. Vì gương là kim thủy. Nhóm năm này, ai sinh mệnh ngày thuộc Nhâm và Đinh, có mật mã lộc thần, mật mã dễ phát tài hơn mệnh khác. Năm Bính Tý sinh tháng Ngọ, ai sinh mệnh ngày Thiên Can thuộc Canh, Tân, Ất và Kỷ, sẽ có mật mã quý nhân, cuộc đời dễ gặp người giúp đỡ. Thuộc số cải vận thêm mệnh khuyết, khi kiên trì ứng dụng có thể thay đổi vận hạn. Tuy nhiên, phong thủy chỉ là phương tiện, không thay đổi được nhân quả. Muốn tăng phước lành nên mở lòng bố thí, làm lành tránh ác, phước duyên sẽ hồi đáp. Hải Toàn xin giới thiệu nhóm 6, tuổi Bính Tý sinh tháng Ất Mùi, từ 15 tháng 7 cho đến 13 tháng 8 dương lịch. Đa phần nhóm này kỵ hỏa thổ và khuyết thủy mộc. Năm sinh Tý thường cởi mở, người lành tính nhưng có phần bảo thủ. Năm Tý sinh tháng Mùi đại diện cho bao dung, cho nhà cửa đất đai, dễ cảm động trước hoàn cảnh khó khăn, có lòng thương người. Mệnh sinh nhóm này đa phần kỵ hỏa thổ, thời điểm này do thổ hỏa quản. Lá số hỏa vượng, khó chịu khi vào bếp nấu nướng, luôn thích thời tiết mát mẻ. Không nên dùng nhiều màu đỏ, tím, cam, hồng và không nên gần những chú chó. Hiện tại thời vận mệnh nữ từ 24 đến 33 tuổi, đang hành vận Nhâm Thìn. Hai chữ này ngũ hành thuộc thủy thổ, có cơ hội về tài lộc nhưng khó giữ được tiền. Mệnh nữ ai sinh mệnh ngày thuộc Ất hoặc Kỷ có nhiều cơ hội tài lộc hơn. Thời vận nam từ 25 đến 34 tuổi, hành vận Mậu Tuất. Hai mật mã này ngũ hành thuộc hỏa thổ, vận không thuận vì hoàn toàn không có thủy, tâm tánh dễ lo xa. Ai sinh mệnh ngày Ất có nhiều cơ hội tài lộc hơn tí xíu. Bính Tý sinh tháng Mùi, đa phần kỵ hỏa thổ, khuyết thủy và mộc, nên dùng màu xanh lá hoặc là đen xanh dương. Mệnh cần thủy, đi ngủ hoặc tập thể dục nên mang theo chai nước suối vì nước là thủy. Cần mộc mang theo quyển sách. Mỗi sáng dậy mặt nên hướng về hướng Bắc là thủy, hướng Đông là mộc. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu thủy là buổi tối, giờ sáng sớm là giờ của mộc. Trang sức vàng bạc là kim thủy. Trang sức đá quý màu xanh lá là mộc, vòng gỗ trầm là mộc. Hoặc là thạch anh tóc xanh lá cũng là mộc. Nhóm 6 này, ai sinh mệnh ngày Thiên Can thuộc Nhâm là người có mật mã phát tài. Năm Tý tháng Mùi, ai sinh mệnh ngày Thiên Can thuộc Ất, Kỷ, Giáp, Mậu sẽ có mật mã quý nhân. Cuộc đời dễ gặp người giúp đỡ. Các bạn nên nhớ, phong thủy là phương tiện, không phải phép màu. Phương tiện cứu cánh phiền não tốt nhất là học Phật.
muốn gia tăng phước lành nên bố thí làm lành tránh ác. Khải Toàn xin giới thiệu nhóm 7, tuổi Bính Tý 1996, sinh tháng Bính Thân, từ 14 tháng 8 cho đến 12 tháng 9 dương lịch. Sinh nhóm này đa phần kỵ kim khuyết mộc. Năm sinh Tý vốn là người cởi mở tốt tính nhưng khá bảo thủ. Năm Tý tháng Thân, họ thích tự do, không chịu sự ràng buộc. Họ hướng ngoại, giỏi giao tiếp và có tính kiêu căng. Mệnh sinh nhóm này đa phần kỵ kim, không nên dùng màu trắng xám, nhiều kim loại và trang sức vàng bạc. Hiện tại thời vận mệnh nữ từ 24 đến 33 tuổi, hành vận quý tỵ. Quý là thủy, tỵ là hỏa, 5 năm sau đôi phần tốt hơn. Những cố gắng, hoài bão, nỗ lực rất là khó để đạt được, vì vận không có mộc. Ai sinh mệnh ngày thuộc bính có nhiều cơ hội tài lộc hơn một tí. Mệnh nam 31 đến 40 tuổi, vận canh tí. Hai mật mã này ngũ hành thuộc kim thủy, hoàn toàn không có mộc, không phải vận tốt. Ai sinh mệnh ngày thuộc quý hoặc kỷ có nhiều cơ hội tài lộc hơn một tí. Tuổi Bính Tý sinh tháng Bính Thân, đa phần kỵ kim và khuyết mộc nên sử dụng màu xanh lá. Mệnh cần mộc đi ngủ nên mang theo quyển sách, có thể trồng nhiều cây xanh. Giờ tốt cho mệnh thiếu mộc là buổi sáng sớm, giờ buổi trưa là 15 giờ là giờ của hỏa. Nên nuôi dưỡng tóc, móng, râu mới có vận tốt. Thiếu mộc rất phù hợp cho việc ăn chay. Nhóm 7 này, ai sinh mệnh ngày thiên can thuộc nhâm và canh là người có mật mã lộc thần, mật mã dễ phát tài hơn mệnh khác. Bính Tý sinh tháng Thân, ai sinh mệnh ngày thiên can thuộc ất hoặc kỷ có mật mã quý nhân, cuộc đời dễ gặp người giúp đỡ. Thuộc số cải vận theo mệnh khuyết, khi các bạn kiên trì ứng dụng có thể thay đổi vận hạn. Tuy nhiên, phong thủy là phương tiện không thay đổi được nhân quả. Muốn tăng phước lành, muốn có nhiều phước nên mở lòng bố thí, làm lành tránh ác. Khải Toàn xin giới thiệu nhóm 8, tuổi Bính Tý sinh tháng Đinh Dậu, từ 13 tháng 9 cho đến 11 tháng 10 dương lịch, đa phần kỵ kim thiếu mộc. Tuổi Bính Tý sinh tháng Dậu là có sao hàm trì, chủ về đào hoa, tướng mạo tốt, thông minh lãng mạn, có duyên ăn nói. Năm sinh Tý thường cởi mở, lành tính nhưng rất bảo thủ. Năm Tý tháng Dậu, Dậu kim vượng, Dậu tốt tính nhưng vô cùng bảo thủ. Thường khó lòng thương lượng được với họ, dễ đi vào chỗ bế tắc khi tranh luận với họ. Người sinh nhóm này đa phần kỵ kim, không nên dùng màu trắng xám, không nên đeo nhiều vàng bạc. Phòng làm việc hoặc nhà ở không nên có nhiều gương to hay nhiều kim loại. Người dư kim, sinh mùa kim vượng, tính cách cực đoan cố chấp, là người giàu lòng trượng nghĩa. Có thể dẫn đến kiêu ngạo, lời nói hành động dễ gây sát thương. Hiện tại thời vận mệnh nữ 24-33 tuổi, hành vận Giáp Ngọ. Hai mật mã này ngũ hành thuộc mộc hỏa, đây được xem là thời vận rất tốt. Tuy nhiên tính cách lại quá cực đoan nóng nảy. Ai sinh mệnh ngày thuộc kỷ hoặc quý có nhiều cơ hội tài lộc hơn. Với mệnh nam từ 24 đến 33 tuổi, hành vận Canh Tý. Hai mật mã này ngũ hành thuộc kim thủy, hành vận hoàn toàn không có mộc, không phải vận tốt. Ai sinh mệnh ngày thuộc quý hoặc kỷ có thêm cơ hội tài lộc. Tuổi Tý sinh tháng Đinh Dậu, đa phần kỵ kim thiếu mộc nên sử dụng màu xanh lá là chính. Thiếu mộc nên nuôi dưỡng tóc, móng, râu mới có vận tốt. Thiếu mộc phù hợp ăn chay. Hình tượng nên chọn thỏ, mèo, hổ, Hello Kitty. Mỗi ngày thức dậy, mặt nên hướng về hướng đông hoặc hướng đông nam, giúp thêm may mắn vì hai hướng này hành mộc. Trang sức nên chọn các loại đá quý có màu xanh lá, vòng gỗ quý, vòng gỗ trầm, thạch anh tóc xanh lá. Nhóm 8 này, ai sinh mệnh ngày thiên can thuộc nhâm và tân là có mật mã lộc thần, một mật mã dễ phát tài hơn mệnh khác. Năm Tý tháng Dậu, ai sinh mệnh ngày thuộc ất kỷ bính đinh là có mật mã quý nhân, cuộc đời dễ gặp người giúp đỡ. Các bạn nên nhớ, phong thủy là một phương tiện, không phải phép màu. Phương tiện cứu cánh phiền não tốt nhất là học Phật. Muốn gia tăng phước lành, gia tăng phước báo nên mở lòng bố thí. Muốn sau này được an ổn nên làm lành tránh ác.
Khải Toàn xin giới thiệu nhóm chính. Bính Tý sinh tháng Mậu Tuất, từ 12 tháng 10 cho đến 10 tháng 11 dương lịch. Sinh nhóm này đa phần kỵ hỏa và thổ, khuyết thủy và mộc, dùng mộc là chính. Năm sinh Bính Tý vốn là người cởi mở tốt tính nhưng lại bảo thủ. Năm Tý tháng Tuất họ thích kinh doanh, có tầm nhìn, xem trọng gia đình. Tuy nội tâm nhưng đa phần là người hướng ngoại vì khéo giao tiếp. Mệnh sinh nhóm này đa phần kỵ thổ hỏa, không nên dùng nhiều màu đỏ, tím, cam và nâu. Có thể nuôi mèo nhưng không nên gần những chú chó. Hiện tại thời vận mệnh nữ, từ 24 cho đến 33 tuổi, hành vận Ất Mùi. Hai mật mã này ngũ hành thuộc mộc thổ hỏa, vừa tốt vừa không. Vận có thổ tâm tánh lo xa, vận có mộc tốt về công danh. Nữ ai sinh mệnh ngày thuộc giáp có nhiều cơ hội tài lộc hơn. Với mệnh nam, từ 24 đến 33 tuổi, hành vận Tân Sửu. Hai mật mã này ngũ hành thuộc kim thổ. Hành vận thổ vượng có chút cơ hội tích trữ và tri thức, nhưng tâm tánh rất lo xa, không phải thời vận tốt vì hoàn toàn không có mộc. Ai sinh mệnh ngày thuộc giáp có nhiều cơ hội tài lộc hơn. Tuổi Bính Tý sinh tháng Mậu Tuất, đa phần kỵ hỏa thổ, thiếu mộc và thủy, nên sử dụng xanh lá, xanh dương là chính. Họ rất thích hợp ăn chay, nên ăn rau nhiều hay các loại nấm. Mỗi sáng thức dậy, mặt nên hướng về hướng đông hoặc đông nam giúp thêm may mắn. Mệnh cần mộc đi ngủ nên mang theo quyển sách, nên sưu tầm dài dép túi sách mới là mộc đẹp. Trang sức chọn các loại đá quý màu xanh lá, vòng gỗ quý, vòng gỗ trầm, thạch anh xanh lá. Nhóm chính này, ai sinh mệnh ngày thuộc nhâm là có mật mã lộc thần, mật mã dễ phát tài. Năm Tý tháng Tuất, ai sinh mệnh ngày thiên can thuộc ất hoặc kỷ có mật mã quý nhân, mật mã dễ gặp người giúp đỡ. Thuộc số cải vận theo mệnh quyết, kiên trì ứng dụng có thể thay đổi vận hạn. Tuy nhiên các bạn nên biết phong thủy chỉ là phương tiện, không thay đổi được nhân quả. Muốn gia tăng phước phải tự mình gieo trồng, phải mở lòng bố thí, làm lành tránh ác. Khải Toàn xin giới thiệu nhóm 10. Bính Tý sinh tháng Kỷ Hợi, từ 11 tháng 11 cho đến 9 tháng 12 dương lịch. Người sinh nhóm này đa phần kỵ thủy, thiếu hỏa và cả mộc. Năm Bính Tý thường cởi mở, lành tính và bảo thủ. Năm Tý tháng Hợi, thủy quá vượng. Tý Hợi hợp thủy, sinh tháng Thủy. Mệnh thủy vượng chủ thông minh vào tình cảm, nhưng dễ bi lụy bi ai chuyện tình cảm. Nhóm người sinh tháng Hợi là mệnh thủy vượng, kỵ thủy, hạn chế cả vàng bạc. Nhà ở không nên có nhiều gương to, không nên dùng nhiều màu đen và xanh dương, nên thường xuyên vào bếp nấu nướng để tăng vận hỏa. Hiện tại mệnh nữ, từ 22 đến 31 tuổi, hành vận Bính Thân. Hai mật mã này ngũ hành thuộc hỏa kim. 5 năm đầu có hỏa là tốt, 5 năm sau những thành tựu khó lòng đạt được vì là mệnh kim. Ai sinh mệnh ngày thuộc chữ Canh hoặc chữ Đinh có cơ hội phát tài hơn. Với mệnh nam, 23 đến 32 tuổi, hành vận Nhâm Dần. Hai mật mã này ngũ hành thuộc thủy và mộc. 5 năm đầu có thủy, vừa có tài vừa hao tài. 5 năm sau đôi phần tốt hơn vì có mộc. Ai sinh mệnh ngày chữ Giáp hoặc chữ Tân có nhiều cơ hội tài lộc hơn. Tuổi Tý sinh tháng Kỷ Hợi, đa phần kỵ thủy, thiếu hỏa mộc, nên sử dụng đỏ, tím, cam, hồng hoặc là xanh lá. Mỗi sáng thức dậy, mặt nên hướng về hướng nam là hỏa, hướng đông là mộc. Khi chọn trang sức, loại đá màu đỏ là hỏa, xanh lá là mộc. Dây cũng nên chọn màu đỏ hoặc xanh lá, ví dụ thạch anh tóc đỏ, thạch anh tóc xanh lá. Mệnh cần hỏa mộc đi ngủ nên mang theo quyển sách. Nhà ở nên dùng màu ấm, nên thường xuyên vào bếp nấu ăn để tăng vận hỏa. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu hỏa là 9 đến 15 giờ, hoặc giờ buổi sáng sớm là giờ của mộc, nên tận dụng các khoảng thời gian này là tốt nhất. Thường xuyên ăn cay, thường xuyên vào bếp là tăng vận hỏa hiệu quả. Người sinh mệnh ngày thiên can thuộc nhâm hoặc quý là có mật mã lộc thần, mật mã dễ phát tài.
năm Tý tháng Hợi, ai sinh mệnh ngày Thiên Can thuộc Bính, Đinh, Ất, Kỷ là có mật mã quý nhân, cuộc đời dễ gặp người giúp đỡ. Các bạn nên nhớ, phong thủy chỉ là phương tiện. Phương tiện cứu cánh phiền não, cứu cánh khổ đau, chính là học Phật. Muốn gia tăng phước, gia tăng duyên lành thì nên mở lòng bố thí. Muốn đời sau an ổn thì nên làm lành tránh ác. Hải Toàn xin giới thiệu nhóm 11. Bính Tý sinh tháng Canh Tý, từ 10 tháng 12 năm 96 cho đến 8 tháng 1 năm 97 dương lịch. Đa phần kỵ thủy và thiếu hỏa mộc. Năm Tý lại tháng Tý. Tý vốn là người cởi mở, tốt tính, khá bảo thủ. Năm Tý sinh vào tháng Tý càng bảo thủ vì thủy quá vượng. Mệnh thủy quá nhiều, có tài lộc nhưng khó giữ được tiền. Người thông minh tận tình, nhược điểm là ăn phận, ít phấn đấu. Người kỵ thủy không nên dùng nhiều xanh dương và đen. Nhà ở không nên có nhiều gương to. Những người dư thủy ở cùng nhau thường là dễ ngập lụt và ẩm thấp. Thời vận mệnh nữ từ 32 đến 41 tuổi, vận Bính Thân. Hai mật mã này ngũ hành thuộc hỏa kim. Vận có hỏa 5 năm đầu khá, 5 năm sau không giữ được tài lộc vì mệnh thuộc kim thủy. Ai sinh mệnh ngày thuộc Canh hoặc Quý có nhiều cơ hội tài lộc hơn. Với mệnh nam 31 đến 40 tuổi, hành vận Giáp Thìn. Hai mật mã này ngũ hành thuộc mộc thổ thủy. Có mộc là tốt ở 5 năm đầu, 5 năm sau dễ hao tài. Ai sinh mệnh ngày thuộc Ất, Ất hành mộc là có mật mã phát tài. Bính Tý sinh tháng Canh Tý, đa phần kỵ thủy thiếu hỏa mộc, nên sử dụng đỏ, tím, cam, hồng là hỏa, xanh lá là mộc. Thiếu hỏa khi ăn uống nên biết ăn lẩu, đồ nướng, sô-cô-la, thịt bò khô là hỏa. Trang sức đá quý màu đỏ hoặc xanh lá. Dây cũng chọn màu đỏ, thạch anh tóc đỏ, thạch anh tóc xanh lá. Có thể chọn vòng gỗ trầm. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu mộc hỏa. Sáng sớm là giờ của mộc, giờ trưa là giờ của hỏa, chiều tối là giờ kim thủy. Nên tận dụng giờ sáng đến trưa. Mỗi ngày thức dậy, mặt nên về hướng nam và hướng đông giúp thêm may mắn. Mệnh cần hỏa mộc đi ngủ mang theo quyển sách, nên nhất thiết vào bếp nấu ăn thường xuyên để tăng vận hỏa. Những ai sinh mệnh ngày thuộc nhâm là có mật mã lộc thần. Năm Tý tháng Tý, ai sinh mệnh ngày thuộc Ất hoặc Kỷ là có mật mã quý nhân, cuộc đời dễ có người giúp đỡ. Thuộc số cải vận theo mệnh khuyết, kiên trì ứng dụng có thể thay đổi vận hạn đáng kể. Tuy nhiên, phong thủy cũng như vạn vật cũng chỉ là một phương tiện trong cuộc sống chúng ta. Phong thủy không thay đổi được nhân quả. Muốn tăng phước, muốn có tài lộc phải mở lòng bố thí. Muốn được an ổn phải làm lành tránh ác. Hải Toàn xin giới thiệu nhóm 12. Tuổi Bính Tý sinh tháng Tân Sửu, từ 9 tháng 1 năm 97 cho đến 6 tháng 2 năm 97 dương lịch. Sinh nhóm này đa phần kỵ thủy thổ. Kỵ thủy và thổ khuyết hỏa và mộc. Năm sinh Bính Tý thường cởi mở, lành tính và bảo thủ. Năm Tý tháng Sửu cũng là mệnh thủy vượng. Mệnh thủy vượng dễ bi lụy chuyện tình cảm, thích an phận, họ không ganh đua. Người kỵ thủy không nên dùng đen và xanh dương, hạn chế gần nhiều gương to. Thời vận mệnh nữ 32 đến 41 tuổi, hành vận Đinh Dậu. Hai mật mã này thuộc hỏa và kim. Vận có kim, tính cách lời nói dễ gây hiểu nhầm. Vận có hỏa đôi phần thuận lợi. Ai sinh mệnh ngày thuộc Tân có nhiều cơ hội tài lộc hơn. Về mệnh nam 25 đến 34 tuổi, hành vận Giáp Thìn. Hai mật mã này ngũ hành thuộc mộc thổ thủy. Có mộc là tốt ở 5 năm đầu, 5 năm sau khó lòng như mong muốn. Ai sinh mệnh ngày thuộc chữ Ất có nhiều cơ hội tài lộc hơn. Bính Tý sinh tháng Tân Sửu, đa phần kỵ thổ, thủy, thiếu hỏa và mộc, nên sử dụng đỏ, tím, cam, hồng và xanh lá. Mỗi ngày thức dậy, mặt nên hướng về hướng nam và hướng đông giúp gia tăng may mắn. Có thể phù hợp nhuộm ít tóc màu đỏ. Khuyết hỏa khi ăn uống nên biết ăn đồ nóng, đồ nướng, sô-cô-la, thịt bò khô là hỏa. Thiếu mộc phù hợp ăn chay. Khi chọn trang sức, đá màu đỏ, xanh lá là tốt.
thạch anh tóc đỏ, thạch anh tóc xanh lá hoặc là vòng gỗ trầm. Tuy nhiên nhất định họ phải thường xuyên vào bếp nấu ăn. Bếp là nơi hỏa vượng. Người nấu bếp tăng vận hỏa, tăng cả vận đào hoa. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu hỏa là 9 đến 15 giờ hoặc buổi sáng là giờ của mộc, nên tận dụng các khoảng thời gian này. Năm Tý tháng Sửu, ai sinh mệnh ngày Thiên Can thuộc Giáp Mậu Ất Kỷ là có mật mã quý nhân, cuộc đời dễ gặp người giúp đỡ. Người sinh mệnh ngày Thiên Can thuộc Nhâm là có mật mã Lộc Thần, dễ phát tài hơn mệnh khác. Các bạn nên biết phong thủy chỉ là phương tiện tốt nhất là học Phật. Muốn tâm an thì học Phật hành thiền. Muốn gia tăng phước báo thì nên mở lòng bố thí. Muốn an ổn thì hãy làm lành tránh ác. Thông tin phần trước là mật mã tuổi Bính Tý và chi tiết theo 12 tháng sinh. Các bạn nên biết tháng sinh quản ngũ hành của bát tự. Mệnh ngày sinh là một mật mã quan trọng trong tứ trụ, được gọi là nhật can. Các bạn nhìn vào hình minh họa, mỗi mệnh ngày sinh đều có ý nghĩa khác nhau. Nếu trụ tháng sinh chủ quản ngũ hành của tứ trụ thì mệnh ngày sinh là hạt giống. Mời các bạn nhìn vào đồ hình, tìm ra ngũ hành mệnh khuyết của lá số, ứng dụng theo mệnh khuyết ngũ hành, gia tăng đáng kể vận trình, tăng may mắn, giảm điều xấu. Vì mệnh khuyết là cân bằng trạng thái trong cơ thể nhằm hài hòa với tự nhiên, khuyết tức là thiếu. Giả dụ tuổi Tý hành thủy sinh vào các tháng 12, tháng 11, tháng 12, tháng 1, tháng cuối năm và đầu năm này thường thủy vượng. Thủy quá nhiều tức lấy hỏa làm dụng thần, lấy hỏa để cân bằng sinh thần bát tự. Hải Toàn đã hướng dẫn cách tra dụng thần cho tuổi Bính Tý theo 12 tháng sinh. Biết được dụng thần, các bạn vào website của Hải Toàn xem mô tả chi tiết theo từng ngũ hành để ứng dụng. Hải Toàn xin nhắc lại, phong thủy là phương tiện, không phải vạn năng. Muốn thay đổi số mệnh, chỉ có một con đường tu dưỡng tâm tánh, làm lành tránh ác. Thông qua đọc sách, đọc kinh, nghe giảng kinh, học Phật, hành thiền, hướng thiện, đó là những phương tiện gia tăng phước huệ. Phong thủy tốt nhất vẫn là tâm thiện, lời nói thiện, có lòng bố thí, có lòng cảm thông với những người xung quanh. Hải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.